Xin chào anh chị và các bạn đã đến với một video tiếp theo của Bốn Mùa Ký Sự. Xin thưa anh chị thân mến, thì hiện tại em đang chạy trên một cái con đường D mà phía sau lưng của em đây á là hướng của xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Còn vị trí mà em đang chạy đây á là xã Trường Bình cũ, bây giờ thì đổi lại thành xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Trong cái video tiếp theo hôm nay, em xin chia sẻ cho anh chị mình một cái dự án khu dân cư nằm ở phía ngoài này là mặt tiền cái con đường quốc lộ 50 ngay cái cầu Mồng Gà thuộc xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Hiện tại dự án công trình này đang thi công. Xin thưa anh chị, chủ đầu tư của khu dân cư là công ty đầu tư kinh doanh bất động sản Long Thượng Lộc, có trụ sở tại lầu 10 tòa nhà Wincom 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Tư vấn giám sát công trình là công ty cổ phần đầu tư và xây dựng có trụ sở tại 57 đường 43, phường Tân Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Và nhà thầu là công ty cổ phần đầu tư kỹ thuật và xây dựng Nam Thịnh, có trụ sở tại phường Tân Thới Nhất, quận 12. Xin thưa anh chị và các bạn, vừa rồi là vài cái thông tin về cái dự án khu dân cư ở ngay cầu Mồng Gà này. Hiện tại em đang chạy lên con đường quốc lộ 50 tuyến ngay xã Trường Bình cũ và nay đổi lại là xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Thì dự án này nó nằm ở trên mặt tiền quốc lộ 50 luôn. Anh chị mình chạy ngang đây là sẽ thấy công trình nó đang trong giai đoạn thi công. Và đây là vài cái hình ảnh ở phía trước mặt của cái công trình. Công trình khu dân cư này nếu mà đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng bao gồm là nhiều cái lô đất nền cũng như là biệt thự, vườn, nhà phố, rất là nhiều sự lựa chọn cho những cô chú anh chị mình có ý định về đây định cư tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An này nha. Thì xin thưa anh chị, tại cái vị trí dự án này, nếu mà mình đi vào trong cái trung tâm thị trấn Cần Giuộc á, theo cái hướng phía trên này thì mất tầm khoảng 1,5 km á. Còn anh chị mình á, đi xuống thị trấn Cần Đước ngay trong trung tâm thì mất tầm khoảng 2,5 km theo cái hướng ngược lại ở phía sau lưng em đây. Tại em đang chạy dọc theo cái tiếng bên hông khu dân cư đây anh chị. Ngay phía này á, là nhà nghỉ của anh em xây dựng công trình á, để nghỉ ngơi. Bên đây có những cái trụ bê tông nè, để đặt những cái ống cống thoát nước xuống anh chị. Ngoài ra có những cái ống cống ở đây nè, đó, nằm rải rác rất là nhiều luôn. Phía bên này thấy có một cái nền móng và những cái cột bê tông cốt thép đã được đưa lên, có thể là làm một cái nhà trụ sở gì ở đây, hoặc là những cái ngôi nhà decor đó anh chị. Công trình dự án này có hai cái cây cân ở đây nè anh chị, từ xa là mình đã thấy rồi. Những cái ống cống thoát nước của công trình đó, nằm rải rác ở đây. Xin thưa anh chị, thì hiện tại em đang đứng phía sau cùng của cái dự án. Trên những cái thanh treo Nam Thịnh Group.
Ở đây em thấy anh em công trình đang làm việc. Có những cái trụ cột đang đưa lên anh chị. Công trình dự án khu dân cư này chia nhiều giai đoạn, hiện cái giai đoạn này đang trồng cột lên hay gì nè. Rồi phía bên kia cũng đang xe cẩu đang đang sang mặt bằng anh chị, và cũng có những cái chỗ đã đặt ống cống sẵn hết rồi, những chỗ vẫn chưa. Đây là con đường D để mình ra hướng ngoài quốc lộ 50 á. Có một trụ được đưa lên, và đây có thể là những cây cột đèn đầu tiên được đưa lên ở dự án này. Trong công trình con anh đang leo lên, công việc đòi hỏi chuyên môn rất là nguy hiểm luôn. Xa xa phía bên kia anh em công nhân làm việc rất là nhiều luôn. Có những cái trụ đèn, trụ cột á, nằm ở phía đó rất là nhiều. Và khu vực bên đó có thể là đã xong giai đoạn ống cống cả rồi. Từ ở phía này thì có một cái trụ sắt cũng đã được dựng lên. Anh em công trình làm ở công việc này rất là cực khổ. Đây có thể là những cái đường ống nước, thấy máy ảnh đang múc từng cái xô sình ra nè. Công việc này rất là vất vả luôn. Công trình đang thi công dở dang, em chỉ đứng ngoài đây quay được vài cái hình ảnh ở bên hông này cập nhật cho anh chị mình xem. Nếu mà trong thời gian tới công trình có những cái đoạn nào hoàn thiện rồi thì em sẽ cập nhật chia sẻ anh chị sau ha. Anh chị ơi, đây là phía sau cùng của cái công trình khu dân cư này. Em đứng tại đây là nhìn từ cái đám ruộng của bà con phía sau á, nhìn lên. Không biết á, sau này á, cái dự án này nó kéo dài tới đâu. Nhưng mà hiện trạng bây giờ thì tới ngay cái vị trí ở phía trên này ha. Ngay đây một chiếc xe san lấp nó đang hoạt động nè. Và đây là toàn cảnh từ phía sau mình nhìn lên. Hướng phía trước á, là cái quốc lộ 50 anh chị. Xin thưa anh chị, thì vừa rồi là em cập nhật vài cái hình ảnh mới nhất về công trình, khu nền, nhà phố, khu dân cư ở ngay cầu Mồng Gà thuộc xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Công trình đang trong giai đoạn đang thi công. Cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi cái clip này. Mọi ý kiến thắc mắc xin anh chị hãy để dưới phần bình luận. Cũng xin chúc anh chị được nhiều sức khỏe và luôn thành công. Bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại anh chị mình trong những cái clip sau nha.